Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Nova Strike. Ngày hôm nay sẽ là hướng dẫn chơi Elden Ring tập thứ 24. Trong tập này thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình làm nốt questline của NPC ở Atlas Plateau và hoàn thành questline của Nephili. Nephili là NPC mà chúng ta gặp ở Limway đó. Và sẽ đi lên núi tuyết để lấy một số vật dụng cần thiết, một số trang vũ khí trang bị cần thiết phục vụ cho lối build, là một trong những lối build OP, một trong lối build là mạnh mẽ và phải nói là có khả năng gây DPS cao nhất ở thời điểm hiện tại nha anh em. Rồi thì tập trước mình vừa mới đánh xong Mogoth rồi anh em ạ. Đây thì các bạn có thể ra đây nói chuyện với sát của Mogoth. Thì hắn ta cũng sẽ nói là rồi thì chúng ta cũng như hắn thôi, cũng sẽ thất bại trong cái tham vọng là chiếm lấy cái ngai vàng Elden Throne này. Bây giờ các bạn ngồi lại Lost Way và Melina sẽ xuất hiện. Bây giờ cô ấy sẽ rời đi. Hello again, old friend. Allow me a moment. Xin chào người bạn cũ. Cho phép. Anh hiện tại vẫn chưa thể tiến vào Ochi. Nó bị ngăn chặn bởi một lớp dây gai không thể phá vỡ. Lớp vỏ của Ochi. Cái cách duy nhất để đứng trước Elden Ring và trở thành Elden Lord là băng qua cái lớp dây gai đó. Đấy, thì bây giờ Melina sẽ đề xuất cho chúng ta một hành trình mới, đi tới phế tích của ngọn lửa ở phía bên trên rất cao so với những cái bầu trời mây ở nơi núi tuyết, the Mountain Top of the Giant. Và khi đó thì cô ấy có thể là thiêu đốt Ochi và hướng dẫn chúng ta là quay trở về nơi này và trở thành Elden Lord nhá. Bây giờ ta sẽ nhận được một cái món item là Road Medallion. Đây, cái này sẽ có tác dụng để chúng ta mở, kích hoạt cái thang máy để lên đỉnh núi vùng đất cấm nhá. Forbidden Land, tức là Mountain Top of Giant. Đó, thì bây giờ trên map các bạn có thể nói chuyện Melina đi, bởi vì sau khi các bạn rời khỏi đây này thì Melina sẽ biến mất luôn. Đấy, thì cô ấy sẽ muốn đi hành trình với chúng ta thêm một lần nữa. Lập 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 lập. Đây rồi. Lên 30 mai nha anh em. Lên 30 mai. 30 mai sau đó lên tập trung vào Intelligence. Đó. Ok. Rồi bây giờ hãy tạm biệt Melina được rồi. Rồi, thì bây giờ hãy quay trở về Limway. Các bạn nhớ đây lúc ấy là cái điểm đánh dấu này là điểm cần chúng ta cần đến để có thể là tiếp tục đi về hành trình về phương Bắc nha anh em. Nhưng mà trước khi mà tới phương Bắc lạnh giá, các bạn hãy quay trở về Stormvale Castle, nơi mà Godric the Corrupted, cái Lost Grave của Godric. Chúng ta sẽ hoàn thành questline của Nephili. Đây, nếu mà không, các bạn vẫn chưa thấy phải không? À chưa, đoạn này là phải về đưa con Stormhawk cho Nephili nha anh em. Bẵng lên một thời gian là mình quên mất đấy. Rồi, xuống dưới này tìm Nephili. Tôi vẫn ngồi đây. Đây bây giờ là nếu mà bạn chưa thấy hiện ra cái đoạn hội thoại là I heard from Gideon phải không? Thì các bạn hãy lên nói chuyện với lão Gideon Opnir nhá. Cái lão mà ngồi bên trên ấy, kể với tất cả, đấy là cha nuôi của Nephili. Thì các bạn hãy đề cập với Nephili về với ông ta. Sau đoạn hội thoại đó hãy quay trở lại đây nói chuyện với cả Nephili nhá. So you know already, do you? Right. If you're indulging my emotions. Blah 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 blah. Nói chung là sau sự việc này thì Nephili cảm thấy đi nhờ Gideon Opnir cảm thấy thất vọng về Nephili, và Nephili bây giờ cũng đang tự ti về cái bản thân của mình, bởi vì cô ấy đã phản bội của ông ta ấy. Bởi vì nếu mà các bạn theo qua line, Nephili sẽ thấy cái đoạn mà Gideon Opnir gửi người tới để tàn sát toàn bộ cái làng Albinaric, làng người nhân tạo ấy, để tìm tung tích của Halicki. Hôm nay thì đây thì đang đấu tranh tư tưởng đấy, đang nói là cha vẫn đang gọi là luôn luôn là chỉ là dẫn đường chỉ lối cho tôi. Đấy, bây giờ hãy đưa cho Nephili là Storm Hawking nha anh em. Anson Storm. Rồi, nói chuyện cho đến khi mà lặp lại thoại thôi.
Rồi bây giờ các bạn hãy travel tới Stormveil Castle. Thì bây giờ là với cái con Stormhawk bên mình, Nephilim đã có đầy đủ sức mạnh và dũng khí để có thể là trở thành người lãnh đạo của Limbrae, lãnh đạo mới nhá. Lý do tại sao đến bây giờ thì Nephilim mới có thể trở thành lãnh đạo của Limbrae là bởi vì trước đó này, khu vực Limbrae thuộc quyền cai quản của Godric, mà Godric thuộc dòng dõi hoàng gia Golden Lineage. Thì dòng dõi hoàng gia của Lendel này, thì nói một cách khác chính là Limbrae, toàn bộ lãnh thổ Limbrae đều thuộc chủ quyền của Lendel nhá. Đấy, thì sau khi chúng ta đánh xong Morgoth, thì Morgoth hiện tại là vị vua, King Morgoth ấy, vị vua nắm quyền kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ. Sau khi ông ta chết thì bây giờ Nephilim mới đường đường chỉ chính lên làm lãnh chúa của Lendel được, lãnh chúa của Stormveil được anh em. Đây trong trường hợp này các bạn chưa thấy con NPC kia nó biến mất phải không? Thằng Ghostop kia không? Các bạn hãy rest ở đây rồi pass time các kiểu, chuyển thời gian ngày đêm để nó biến mất, bởi vì đây vẫn là một cái lỗi mà mình thấy khá phổ biến. Hay hoặc đi đâu đó nhá, đi đâu đó, ngồi lại đi đâu đó, bởi vì là trong một vài lượt chơi trước của mình ấy thì là nó vẫn bị lỗi như này, thì mình phải đi đâu đó, mình di chuyển đến nơi nào đó rồi chuyển thời gian, sau đó mình quay trở lại thì nó mới, đôi khi mình phải ngồi load screen 3-4 lần nó mới biến mất. Đó thì đây là shop của nó, mặc kệ nhá, các bạn ra đây làm lại cho đến khi nào được thôi nhá. Rồi nó biến mất rồi chưa. Đấy, bây giờ các bạn hãy chạy lên trên phòng Godric Throne, Stormveil Throne, ngai vàng của Godric. Bạn sẽ gặp được ở Nephilim ở đấy cùng với lão Kenneth Hyde. Wow. Thường thì Kenneth Hyde đứng đây này. Nếu mà các bạn muốn ông ta đến gặp thì các bạn hãy quay trở về đây nhá. Đây. Fort Hyde. Thì nói chuyện với ông ta. Sau khi nói chuyện với ông ta thì là ông tới đây thì ông ta sẽ đứng đây, nhưng mà sẽ không được phần thưởng gì đâu ạ. Anh em ạ. Nói chung ông ta sẽ làm quan nhiếp chính, giúp đỡ cho Nephilim trong quá trình là tái thiết lại Limbrae. Đấy thì bây giờ là các bạn có thể nói chuyện với Nephilim thì cô ấy sẽ trở thành lãnh chúa và sẽ tặng chúng ta một cục là Hansen Dragon Smithing Stone. I remembered the vow I took when I first became a warrior. So this land is much like the one from which I will call upon the storm. Rồi nói lại nha. Some call me by the title of lady, though I have now abandoned my I cannot express her. Rồi, Hansen Dragon Smithing Stone. Should you become Elden Lord, I would gladly lighten your burden. Đó, thì nó ủng hộ chúng ta trong quá trình trở thành Elden Lord. Nói chung là bây giờ Nephilim đang dần dần gọi là thay đổi. Cô ấy thường là trước đó cô ấy là một chiến binh thuộc bộ tộc chiến binh ở cái vùng đất Badland ấy. Ở một vùng đất xa xôi, nhưng mà bây giờ thì cô ấy vẫn chưa quen với việc mà những gọi là tùy tùng ở trong lâu đài Stormveil này đã gọi cô ấy bằng cái danh hiệu là Lady. Đấy. Ok, rồi bây giờ ra nói chuyện với Ghoststock. Làm là thằng này thì nói chung là cảm giác thoải mái, tự do hơn khi mà lãnh chúa mới lên nhận quyền. Đây thì cứ nói chuyện đi. Thì bây giờ các chúng ta sẽ mua được một cục Ancient Dragon Smithing Stone, là hai cục nha anh em. Hai cục nâng cấp lên 25, ngon nha. Ở đây thì mình phải bóp thêm tí rune để mua được. Đây, bóp cho cái hero rune lên đi. Đó, thừa luôn. Ok, rồi. Đó, thế là hai cục. Như vậy là hoàn thành quest line của Nephilim nha anh em. Anh em nào muốn kiểu viên mãn hơn thì hãy ra nói chuyện với Kenneth Hyde. Đó, thì trước đó Kenneth Hyde cũng đang mong muốn tìm người lãnh đạo cho Limbrae mà thay thế Godric. Đấy, thì bộ đoạn này để tránh mất thời gian này, bây giờ các bạn hãy quay trở về Alos Plateau. Chúng ta sẽ làm con like của Brother Cohen là một NPC mà cũng liên quan đến một quest line có một ending khác nha nhá. Một ending là ending Edge of lấy được cái ending gọi là Perfect Order. Đây, mình vừa check tin nhắn điện thoại. Cảm ơn bạn Hà Phùng nha, trong quá trình mình làm video thì bạn Hà Phùng bạn có donate cho mình. Rất cảm ơn bạn. Đây các bạn chạy dọc trên này sẽ gặp Cohen đứng ở trên kia kìa, nhìn thấy chưa? Đây. Ở đây thì bạn không cần phải đưa cho Cohen này đâu. Không cần phải đưa cho Cohen cái quyển sách mà ta nhặt được, quyển sách nhận phép Holy trong tập trước đâu. Các bạn đừng đưa cho nó đó, mà thay đó hãy đưa cho con rùa. Con rùa ở trước cổng vào này.
Đấy, thì con rùa nó bất biến, nó không, nó mãi mãi nó sẽ đứng đấy thôi. Khi nào cần mua phép, chúng ta sẽ ra dễ dàng hơn trong việc mua phép. Giờ nói chuyện với cô Hin nha. Đây, đoạn này thì hãy đề cập đến Noble Gomas. Đấy, thì anh ta sẽ nói là anh ta vẫn chưa tìm thấy cái ông Noble Gomas ở đâu. Đoạn này thì mua cái phép gì cần mua nhá. Đấy, thì bây giờ này, các bạn nhớ vị trí cái ông Noble Gomas mà mình gặp ở đây không? Giờ các bạn đã travel ra đây. Ở dưới này có một cái Lost Way và chúng ta chạy vòng lên trên cầu. Hãy nói chuyện với ông đấy để tìm, để tiếp tục quest line. Chúng ta phải biết vị trí của ông ấy để thông báo cho cô Hin. Sau đó là cô Hin sẽ tới tới đây cùng với Noble Gomas. Thì như mình đã nói thì cô Hin muốn đi tới Atlas Plateau tìm Noble Gomas bởi vì ông ấy là một trong những là học giả có kiến thức uyên thâm, nghiên cứu về Golden Order. Thì cô Hin cũng là một cái con chiên ngoan đạo của Golden Order và anh ta thực sự là muốn đi theo Noble Gomas để học được những gì, tri thức gì của người thầy của mình ấy. Anh ta muốn gọi là ông Noble Gomas trở thành mentor. Thì đoạn này chạy ra cái cầu rồi tới nha anh em. Đây, Noble Gomas. Đó, thấy ông ta đứng một chỗ, ông ta chỉ ở phía cây Earth Tree này. Ông ta sẽ không nói gì đâu, các bạn cứ tương tác đi. Đấy, không có gì luôn. Cha này có một cái gu thời trang khá là mặn, khá là dị. Rồi, bây giờ quay trở lại kia nói chuyện với cô Hin nha anh em. Đây. Giờ nói chuyện với cô Hin. Đấy, nói vị trí của Noble Gomas cho cô Hin. Từ những gì của chúng ta mô tả thì đó không ai khác chính là Noble Gomas. Và anh ta cảm ơn chúng ta. Giờ đi nhá. Lại quay trở lại chỗ kia. Quay trở lại chỗ đây, Noble Gomas. Ta sẽ gặp lại được cô Hin và sư phụ của anh ta ở đó. Rồi, trước khi tới chỗ cô Hin ấy, thì đây, tiện thể ra đây nhặt luôn một cái Golden Seed ở đây nha anh em. Đó, thì ta sẽ có 4 cục Golden Seed. Hiện tại thì mình đã có 4 cục Golden Seed rồi. Đó, thêm một cục nữa là chúng ta đủ nha. Một cục, một hạt Golden Seed nữa là ta sẽ đủ. Khu vực này là đây. Thì các bạn nhớ khám phá những địa điểm này cho mình nhá. Đây, ở đây có một con boss, cũng có một Golden Seed này. Và đây có một tòa tháp tri thức. Nhớ đi nốt nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp một cô Hin ở đây, nói chuyện với cô Hin. Thanks to you, I have become acquainted with the noble and taken my place by his. Have no fear, I will still teach you English, though we must do so quietly. Đó, thì cô Hin cảm ơn chúng ta vì đã đưa chúng ta tới đây và giờ anh ta đã chính thức trở thành học trò của Golden Noble Gomas. Rồi, bây giờ các bạn nói chuyện cô Hin. Is always deep in content while I frantically attempt to record his wisdom, though I am yet to comprehend even the daintiest morsel. I know that this. Lại loại là bây giờ là lại tiếp tục nói chuyện ông này. Bây giờ nhá. ở đây nó có hai cuốn prayer book thì bạn lưu ý cho mình nhá. Thì cái cuốn này, cuốn Golden Order Principia này, đấy là cuốn cần thiết để tiếp tục quest line của cô Hin. Nếu mà các bạn chưa biết vị trí của nó ở đâu ấy, thì trong tập trước mình sau khi mà đánh xong Godfrey dạng bóng ở Earth Tree Sanctuary thì nó nằm đứng tại phòng boss này các bạn. Di chuột xoay cam nhìn lên đỉnh sẽ thấy một cái ghế treo giữa gian phòng ở đấy, chính là vị trí lấy item này nhá. Thì các bạn đi ra ngoài đó, xong vòng lên thân cây, đó, chạy qua ban công thì nhặt được. Đấy, nếu mà anh em mà không biết vị trí ở đâu thì anh em xem lại tập trước của mình nhá. Thì bây giờ mình đã lấy rồi. Mình sẽ đưa cho cô Hin Golden Order Principle đấy nhá. Đấy. Rồi, ok. Thì cuốn còn lại thì đừng đưa vợ anh em lại đây. Thì các bạn mua cái này cho mình, mua cái phép Law of Regression. Đây là một món item cần thiết để tiếp sau đây chúng ta sẽ để làm thêm bước tiếp theo của quest line của cô Hin nha anh em. Đấy. Đó, mua cái này. Rồi, ok, tiếp theo các bạn hãy đoạn tiếp theo này, bây giờ các bạn hãy trở về khu vực đây Earth Tree Sanctuary và chúng ta sẽ đi đến gần cái khu đấu trường trên này. Đó, thì hai thầy trò của họ đã di chuyển tới đó thôi. Nói chung là hiện tại thì cô Hin thì vẫn đang tin tưởng tuyệt đối vào Golden Order. Gọi là những cái giáo lý, những cái giới luật của Golden Order thì đối với cô Hin nó là một thứ gì đó rất tuyệt đối anh em ạ.
Còn đối với ông Noble Gomez thì ông ấy chỉ truy cầu sự thật thôi. Ông là một học giả, ông chỉ truy cầu sự thật thôi. Thì ông... Ý chết. Đó đây, các bạn nhảy sang thân cây được này. Đây, xuống đây. Thì hiện tại thì ông Noble Gomez vẫn đang đi tìm sự thực. Nhưng mà Cohen thì vẫn chưa biết. Đấy, thì sau khi chúng ta tới đây này và nói chuyện với Noble Gomez, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ cho họ biết sự thực. Sự thực của Golden Order, sự thực về thân thế của nữ hoàng Marika nha anh em. Để em chạy lên đây. Ở đây có một thằng gì nhỉ? Arena có tên cái gì Wario nhỉ, mình quên mất rồi. Thì các bạn giết nó nhá, không phải đuổi dai lắm. Thằng này thực sự đuổi rất dai luôn. Đây, bọn này thì từ từ thôi. Mình thịt nó xong đi tiếp. Ôi thôi, nó grab rồi. Rồi, ok. Chạy dọc bên này, ta sẽ gặp Cohen. Và khi trên lên đây chúng ta sẽ nhặt được thêm một món item nữa. À, một cái vũ khí nữa. Là vũ khí dạng dạng fist. Đây, tôi từ tốn, ra xin anh này để lấy đồ. Ok, Ritual Seal Talisman. Thì cái talisman này khi đeo ấy, trong khi bạn đầy máu thì nó sẽ tăng thêm phòng thủ nhé. Đây. Đây đoạn này thì ông gì nhỉ, ông Gomez sẽ đứng im, không bất động luôn. Heart of the Golden Order lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp. Đó thì đại loại là bây giờ là các bạn hãy vào nói chuyện với Cohen và Cohen sẽ thắc mắc về Starfish. Đây là cây vũ khí dạng đấm. Nó gắn vào tay mình nhưng mà có khả năng gây chảy máu anh em ạ. Đây thì nói chuyện với Cohen nhá, đấy. Đây, hãy hỏi về ông Noble Gomez. Reflections had heightened as we neared the while still a precise calculus until he simply ceased. Now the master is facing quite the puzzle. Đấy, Cohen đang gọi là thắc mắc vì cái hành động mà đứng im của không gì nhỉ, Gomez. Đấy, đoạn này thì đang thắc mắc về thắc mắc về cái hành động của ông Noble Gomez thôi, và Cohen cũng đang tự hỏi là không rõ tại sao tự hỏi cái thân thế thực sự của nữ hoàng Marika và sự xuất hiện đột ngột của đức vua Radagon. Ở đây thì để mà các bạn phải xuống khu vực mà lần trước mình nhắc trong tập trước ấy, ở dưới này các bạn về Earthtree Sanctuary, ta sẽ tới bức tượng của Radagon nằm ở ngay phía dưới thang máy chỗ Earthtree Sanctuary bên phía này, thì sau đó ta mới có thể là tìm ra chân tướng sự thực về thân thế của Radagon và Marika. Và khi mà biết được cái sự thực đó thì hãy quay trở lại báo cho Cohen biết nhé. Ở đây thì gạt cần ra, thì ở khu vực dưới này này, nếu anh em chịu khó mà nói chuyện với con rùa ấy mà đọc lo ấy, thì con rùa ở trước cửa vào thì nó đã từng gợi ý cho chúng ta rằng là cái bức tượng ở gần khu vực thánh địa của Earthtree nằm trong kinh thành Leyndell này nó ẩn chứa bí mật của Radagon đó. Thì tới đây nha, tới đây các bạn thấy đứng trước bức tượng kìa, ở đây có rất nhiều tin nhắn này, đứng trước bức tượng nhỏ chứ mình quên, các bạn quay trở lại đây cho đã nhá, mình cần phải gắn cái phép incantation kia vào đây. Đoạn này thì các bạn nhớ gắn phép incantation, này là thuộc phép gì nhỉ, sorcery incantation, nhưng mà nó yêu cầu int anh em ạ. Mình không đủ ấy à. Đây. Law of Regression nha anh em. Nhớ phải dùng nhá. Và yêu cầu là 37 UT nhá. Đoạn này ông nào mà muốn gọi là làm cái questline của Cohen và lấy thêm một ending nữa ấy, thì là các bạn đi tải điểm đi để lấy 37 UT nhá. Ok, thì đây là phép Incan.
Rồi thì quay trở lại cái khu vực thang máy dưới bên phía dưới nha. Đây từ đây các bạn đứng trước tượng Radagon này, đúng cái vị trí này nha, vị trí này các bạn sử dụng phép incantation là Law of Regression sử dụng nha. Đó, thấy điều quỷ dị xảy ra chưa? Đó, Radagon rồi lại hóa thành Marika. Ok. Đấy, nhìn đọc cái dòng sai này, đây là cái tin nhắn để lại của hệ thống nhá, chứ không phải người chơi để lại đâu. Đấy, đây chính là sự thực này, Radagon chính là Marika. Ok. Plot twist chưa? Thì như mình đã nói, Marika là một người Numen. Đó là một bộ tộc thiểu số đến từ vùng đất phía bên ngoài Land Between. Và không có nhiều thông tin về bộ tộc Numen này, ngoài cái việc mà đó là một trong những cái bộ tộc thiểu số ít người. Và khả năng của Marika là có thể phân tách bản thể của mình ra làm hai, không rõ vào thời điểm nào nhá. Thì Marika đã phân tách bản thể mình ra làm hai phần, một phần là Marika và một phần là Radagon. Đó thì nếu mà các bạn theo dõi lore từ đầu đến cuối và theo dõi walkthrough của mình thì đến đoạn này chắc cũng không lạ gì, bởi vì là mình đã nói rất nhiều về Radagon rồi, Marika mình cũng nói một chút rồi. Nhưng mà Radagon này trong trận chiến, tức là sau khi mà Marika phân tách ra làm hai bản thể thì Radagon là vẫn là tiếp quản một vị trí gọi là quý tộc cao cấp, một trong những cái vị tướng lĩnh gọi là hàng đầu trong quân đội hoàng gia Lindell. Radagon đã từng tham gia những cái trận đại chiến với những người khổng lồ trong quá khứ, và đặc biệt là trận chiến ở Leonia ấy. Thứ sau này sẽ khiến cho Radagon cưới nữ hoàng Renala. Đấy. Thì sau khi mà Godfrey bị trục xuất, thì Marika đã bất ngờ đột ngột là triệu hồi Radagon trở về kinh thành Lindell. Và sau đó thì Radagon không một lời nào là đã rời khỏi học viện Raya Lucaria, trở về Lindell. Sau đó họ đã tổ chức đám cưới với nhau, tức là Marika đã cưới Radagon. Anh em có thể hỏi đây là Celsus, tức là tự cưới chính mình nha, tự cưới chính mình. Thì lúc đó khi đi thì Radagon cũng đã để lại một cái mảnh Great Rune dạng hổ phách, và sau này sẽ giúp cho chúng ta tẩy điểm đây nha, để cho xoa dịu, tránh gây hiềm khích và mâu thuẫn giữa Lindell và Leonia và Caria đấy, và vương quốc Caria. Thì nữ hoàng Marika sau khi cưới Radagon đã chính thức tuyên bố rằng là những người con của Radagon và Renlala, nữ hoàng Renlala, đều có quyền gọi là thừa kế ngai vàng ở Lindell. Đấy, thì tức là một cách hợp pháp thì Rykard, Radan và Rani đều có thể trở thành một trong những cái vị trí gọi là ứng viên để trở thành người thừa kế Marika, trở thành vị thần để thống trị Land Between. Rồi thì quay trở lại việc mà Radagon và Marika cưới nhau, sau đó thì họ đã hạ sinh ra hai người con của riêng Radagon và Marika nha. Đấy, thì mình không hiểu trong này nó là chuyện gì đã xảy ra khi mà Marika có lẽ đã tự gọi là phối cùng với Radagon, tức là họ đã tự giao phối với chính mình để tạo ra hai người con là Mikaela và Malenia. Thì sau này chúng ta sẽ gặp lại Malenia nhá, nhưng Mikaela là một nhân vật rất bí ẩn, một Empyrean rất bí ẩn mà mình không có nhiều thông tin. Tuy nhiên là lo về Mikaela và Malenia sau khi tới Halicchi mình sẽ đề cập thêm ở đây này. Sau khi chúng ta biết được thực sự tung tích của thân thế của Radagon và Marika thì bây giờ các bạn lại quay trở về đây. Đấy, nói chuyện với Noble Comas. Đó, rồi hãy nói cho chúng ta biết sự thực là Radagon chính là Marika. Đó. Các bạn nghe tiếng gì chưa? Nghe tiếng gì? Ông kiểu như là một cái tiếng ông ấy bất ngờ, ông ấy ồ gì đó đấy. Ta sẽ nhận được cái question là Golden Order Totality. Rồi, bây giờ hãy nói chuyện với Cohen. Anh đã làm gì với thầy của tôi vậy? Nói chung là đoạn này thì những ngón tay của ông Noble đã di chuyển lại rồi. Và Cohen tiếp tục là cám ơn chúng ta. Lạp lạp lạp. Đấy, thì đoạn này thì các bạn cứ tiếp tục hội thoại với Cohen để hiểu thêm nội dung cốt truyện về game nhá. Mình chỉ tóm tắt như thế cho anh em thôi, bởi vì là những cái nội dung cốt truyện theo mình nghĩ là sau từ những tập trước ấy đến những tập này thì mình đã truyền tải cho các bạn là những nội dung tổng quan nhất rồi.
thì những cái tập về sau thì vẫn sẽ có nội dung cốt truyện nhưng nó sẽ không còn chi tiết như trước nha anh em. Rồi thì đoạn này là ở quest line của cô Hin ở Lendale là tạm thời là và sẽ kết thúc ở đây nha anh em. À, sau khi lên núi tuyết ta sẽ tiếp tục gặp lại cô Hin. Thì bây giờ là các bạn hãy tới vị trí The Road Route. Thì để tới đây thì các bạn hãy tới East Capital Rampart. Đó thì ta sẽ các bạn còn nhớ cái cổng lần trước mà mình lưu ý các bạn chưa? Bây giờ các bạn hãy tới đó. Cứ để Bốc ở đây nha. Bốc sẽ làm cái live trong tập sau. Thì chúng ta sẽ phải xuống dưới phía dưới này, đường dưới này, cái cổng phía dưới mở kìa. Đấy thì đi đường tắt luôn anh em ạ. Đường tắt. Rồi, xong này. Ok. Khu vực này sẽ dẫn tới cái thang máy để đưa chúng ta tới một cái cổng phong ấn mà tập trong tập trước đó là bị Mogot phong ấn anh em. Thì bây giờ sau khi đánh bại Mogot thì phong ấn đã được mở, phong ấn khai mở. Giai đoạn này thì cái bọn Miss Begotten này thì cứ Adula Moonblade thôi. Và có cả chó ở đây đấy. Các bạn chạy dọc bên này nhá, chúng ta chỉ cần lấy item phía bên này thôi. Ở đây sẽ có mấy con thủ lĩnh của Miss Begotten này. Và khi đánh nó thì có tỷ lệ hiếm rơi ra một thanh Iron Greatsword. Đấy là một trong những thanh kiếm theo cộng đồng đánh giá, theo cộng đồng cho rằng ở đây là một trong thanh kiếm khó drop nhất game. Khó farm nhất anh em. Mình không rõ tỷ lệ do nó drop thấp hay thế nào. Đây. Ở đây chạy cho nhanh thì hãy cầm cái cho dễ. Cầm cái gì nhỉ? Cái thanh mà đây, thanh Uchi Katana để lấy cái Bloodhound Step. Nhà này chuồn luôn nha. Đấy, con kia mình nói ra. Chuồn lẹ thôi, con này thì đừng có dây dưa ăn mấy em gì, mất thời gian. Chạy dọc xe này sẽ tới được cái thang máy dẫn lên cái cổng phong ấn bên trên. Trước đó thì bạn tới đây thì ta sẽ bị ngăn chặn lại. Nhưng bây giờ thì Mogot đã không còn sức mạnh phong ấn. Ở sườn trái có khá nhiều đồ đấy, check mà nhặt đồ nha anh em. Mình cũng muốn ra đây nhặt đồ, tiện thể đi qua nhặt đồ luôn. Bởi vì theo walkthrough của mình tới đoạn này thì thực sự mà nói thì mình kiểu như là chơi không phải đi khám phá 100% mà vì tính chất video nên là mình đã bỏ sót khá nhiều khu vực ấy. Nên là cái lượng đồ, lượng tài nguyên trong người mình nó không nhiều. Mình muốn là tranh thủ là đi lột đồ kiếm thêm những cái tài nguyên dự phòng. Exhaust Blast, Nation Butterfly. Thôi được rồi, tới đây thôi, đi thẳng lên trên này, thang máy đâu. Cận mở lên. Bọn này không dám lên được. Đây, thằng máy dỡ lên trên. Cây ớt truy là nếu mà nói một cách gọi là máy móc nào đó thì nó chỉ là một công cụ, nó như là cái tòa tháp giám sát thôi nhá, một cái tòa tháp vệ tinh bao phủ khắp trung địa. Và cái sự ban phước của cái Grace, sự phước lành ân điển của ớt truy này theo mình nói một cách đơn giản hóa là nó như một dạng là kiểm soát luôn đó. Đây anh em thấy là một tòa xa, một cái tòa tháp vệ tinh cắm rễ khắp trung địa bao phủ này, tán của nó bao phủ khắp nơi và ban phát những ân điển ra khắp cho các sinh vật trên vùng đất Lambertwin này. Thông qua đó thì Greater Will cũng có thể kiểm soát được mọi sinh vật. Và những kẻ nào không được ban phát ân điển thì đều bị cho là những kẻ dị giáo. Graceless Frame Break Talisman, cái này tăng thêm kháng lửa anh em ạ. Nếu anh em đối đầu boss nào mà nó có gây sát thương lửa nhiều quá thì có thể sử dụng để đỡ đi phần nào. Đây thì xử thằng này trước. Thôi, nó rút kiếm nữa rồi. Cố gắng chém 4 hit để nổ Frostbite nha anh em.
con này thì cho nó ngã ngựa đi. Hai hát ngã rồi, chưa ngã. Ngã chết luôn. Rồi. Đây sẽ có một con hung mà nó khá là hay, con Scarab mà kêu bạn đánh chết, gần chết nó sẽ hóa khổng lồ nha. Ở nói Scarab thì có một con Scarab mà lúc ấy ở gần chỗ ở trên khu đoạn cầu ấy, chỗ ông Noble Gomas thì có một con đấy, mình quên không chỉ các bạn. Rồi, lùi ra nha. Ok, rồi. Ta sẽ nhận được viên Somber 6 thì đây, mình nổ luôn. Em nhớ cầu của ông Noble Gomas không? Chúng ta gặp không? Ở ngay đây này thì có một cái con ấy nhá. Đấy, có một con bộ hung thì bạn nên để đánh là lấy đồ nhá. Mình cũng không nhớ đồ đấy có gì nhưng chỉ nhớ ở đây có bộ hung thôi. Tập này thì tập trung vào việc mở khu vực mới và hoàn thành một số quest line, lấy một số món đồ thôi anh em ạ. Nội dung không nhiều trong tập này. Ở đây nhá, ở đây khi các bạn đi sang phải này, ta sẽ đến tòa tháp Divine Tower ở đây. Đó, đi dọc này sẽ đến tòa tháp Divine Tower và ta sẽ kích hoạt được Red Rune của Morgoth. Nhưng mà mình sẽ để dành tập kích hoạt Red Rune ở trong những cái tập sau anh em. Các bạn quay ngược trở lại hướng này. Nhìn sang bên này nhá. Sau khi xuống thế này, các bạn nhìn sang bên này. Thấy không? Thấy đây cái cầu thang đó không? Thấy không? Có đường không? Đó. Đường ẩn đấy. Đây để mình mở cái đèn lên cho anh em dễ nhìn. Rồi bây giờ bạn đạp lại đây. Đạp lại đây. Tới đây thì jump nhảy sang. Ok, thì ở đây sẽ có một thanh kiếm để official attire, một cái áo. Một thanh kiếm của giống như của Melina sử dụng. Đây, Blade of Calling. Cái này weapon nào nó giống hệt như cây Black Knight nhưng chỉ khác là nó đánh hệ Holy nha anh em. Holy đây. Đó, đây, cũng vậy, hệ Holy. Và nếu như anh em summon Melina trong trận chiến đánh với Morgoth thì anh em sẽ thấy là cô ấy có rất nhiều phép dạng Holy. Kể cả hồi máu xong rồi sử dụng weapon art, dùng đủ thứ luôn, phép dạng incantation, dạng holy ấy. Các bạn ra kích hoạt Lost Way đây. Và khi mà các bạn đi ở khu vực này trời đêm thì sẽ xuất hiện một con Night Cavalry ở gần chỗ này nha anh em. Hãy đánh dấu ở đây, nếu mà chưa muốn đánh ngay thì anh hãy đánh dấu ở đây có một con Night Cavalry. Đây nhớ nhá, ban đêm thì sẽ có Night Cavalry để mình pass time luôn, phòng trường hợp ông nào vừa xem vừa tua ấy, không để ý. Cú này anh em tự khám phá nha anh em, tự khám phá. Ở đây thực sự là chỉ có một món item mà mình quan tâm là nó nằm trên cái xương sọ của một người khổng lồ ở đây. Đây đám này nó gây bleed khó chịu lắm ấy nhá. Ô đúng đúng. Thôi chết rồi. Số lần chết vì ngã chắc nó lên mấy chục lần rồi đấy. Rồi, quay trở lại. Đây hình như không phải sọ này anh em ạ. Có mấy sọ đây cơ. Sọ này không phải. Thoát khỏi đây thôi. Xuống đây là lấy rune, đã lấy lại 25.000 rune. Thôi. Dẹp. Còn này các bạn đi dọc bên này đi, bỏ đi, có 25.000 rune rồi. Tầm này thì chúng ta có thể dễ dàng kiếm được mấy chục nghìn rune trong một thời gian ngắn. Ủa, vẫn là cái sọ đấy mà. Đi tiếp rồi. Không nên mất thời gian đây. Mình vừa chạy một vòng anh em ạ. Các bạn đi dọc trên này.
Đây thì ta sẽ gặp con Naikari gần đây nhưng mà về đêm nha anh em. Tiếp sau đây là lên núi tuyết, ngoài làm con lai của Kohin, Brother Kohin thì chúng ta sẽ lấy thêm hai món, trong đó có một thầy khanh katana của OP. Thanh katana là mạnh nhất dòng katana anh em ạ. Nó mạnh hơn cả Moonveil ở khả năng gây sát thương DPS. Tuy nhiên tính đa dụng của nó, tính tiện dụng của nó thì mình nghĩ là thì nó kém Moonveil một chút thôi. Đây các bạn tới đây, nhìn đây. Nhặt cục xong vào 7. Ta nhặt nốt cái Golden Seed này là ta đủ để nâng cấp luôn nha. Đủ nâng cấp là chúng ta đã gọi là mắc bình máu anh em ạ. Ở đây sắp sửa có boss, một con Gargoyle. Các bạn có thể summon Melusion ở đây giúp đỡ nhưng mà cũng không cần đâu. Con này thì anh em thích thì đánh nhá. Boss bây giờ anh em mạnh quá rồi, có thể tự đánh rồi. Đây. Black Blade Kindred. Con Gargoyle đánh khá khó chịu đấy. Ok, nó thôi ra đây kích hoạt Lost Ray. Nó không dám vào đây đâu anh em. Ok. Lưu ý nha anh em, lên núi tuyết thôi nha, đừng đánh boss chính khu vực các thứ làm gì nha, lên núi tuyết thôi để tránh là sau này là walkthrough mình lên tới đó là anh em lại bị mít cái này thì hỏng cái kia nha. Anh em cực kỳ lưu ý cho mình, đứng đây nha. Anh em cũng nhớ luôn cái vị trí này của mình ở cái thang máy này, nó sẽ có hai lối đi và mặc định nó sẽ có một đường đi chính là lên thẳng núi tuyết và một cái đường đi ẩn nữa, nó dẫn chúng ta sang bên khu vực phụ bên trái của núi tuyết này. Đây, tít bên này này, nó còn rộng nữa bên trái nhá, phía tây của núi tuyết. Đấy, anh em lưu ý điểm với dù mình, sau này chúng ta khi mà có hai miếng medallion để sang cái khu vực bí mật đấy thì chúng ta sẽ quay trở lại đây, chính khu vực thang máy này. Rồi thì bây giờ nó sẽ đưa chúng ta lên trên đỉnh băng Vĩnh Cửu. Mountain Top Giant thì phải. Quên mất tên này. Con này mỗi lần mình lên mình nhận, mỗi lần lên là một lần choáng ngợp bởi vì cái bầu trời mây ấy nhìn hùng vĩ, khung cảnh hùng vĩ nó bao la, nó đẹp. Đây, nhưng mà vẫn chưa đủ độ cao so với cái tán cây của Earth Tree. Thấy chưa? Em để ý trên đỉnh cái tán cây Earth Tree nó có hình có một cái vòng xoáy không? Vòng xoáy kìa, đây. Nó giống gần giống như một cái cây cổng không gian ấy. Cái cổng không gian đưa đến đi tới một nơi khác. Rồi bây giờ tới khu vực núi tuyết, nhưng mà hiện tại khu vực này chỉ là khu vực tiếp nối. Khu vực tiếp nối thôi. Mountain Top of the Giant. Bạn nhặt bản đồ đây, mảnh bản đồ ấy ta sẽ mở được toàn bộ mảnh bản đồ ở phía đông. Đấy. Vẫn còn mảnh bản đồ bên phía đường này nhá em. Đấy. Ta đây kích hoạt Lost Ray và tới đây là một cái Jamo Ruin. Thì bọn quái ở đây phải nói là vì thuộc khu vực endgame nên là nó sẽ scale theo level của người chơi, các bạn có cày level như thế nào đi chăng nữa. Thì quái ở đây nó sẽ scale theo level của mình và máu và sát thương nó gây ra cũng rất là khỏe, như là cái việc mà farm level đối với chúng ta hiện chỉ nó chỉ có tác dụng như là để lấy thêm chỉ số để trang bị đồ thôi, chứ nó khá là vô nghĩa trong thời điểm cuối game. Đó là lý do tại sao mà mình khuyến khích các anh em là không nên quá tập trung việc farm level. Anh em có thể thử sức mấy con kia, đây mình sẽ thử sức nó cho các bạn xem. Con này poi rất cao luôn, thực sự nói poi cực kỳ cao luôn. Summon ra cho nó đỡ mệt. Bọn này là bọn Jamo này. Hơi thở băng giá này.
Barbara như được 5.000 run đấy anh ạ, bởi vì nó trâu và nó quá end game mà. Đúng rồi, 5.000 run đó. Anh em thích farm thì lên đây farm được. Farm rớt xét đồ nó cũng được. Thì ở khu vực Jamoruin này, các bạn hãy đi vòng đây. Ta sẽ lấy một cái bearing để nâng cấp vũ khí lên cộng cấp vũ khí bearing smithing stone để nâng cấp vũ khí lên cộng 18 cho vũ khí thường nha anh em. Đó, anh em có thể thử ở lại thử chiến đấu đánh mấy con đại bàng. Một trong những con quái mà phải nói là có moveset khó chịu nhất nhì game, chắc chỉ thua sau con đấy đâu, thua sau con gấu ấy. Rồi cái smithing stone mine ở bearing bây giờ là sau khi tới điểm úi rồi ôi đợi mình lôi cả đám này vào thế mệt lại phải chiến đấu rồi. Lại phải chiến đấu rồi. Ôi dồi. Thôi. 36 kế tẩu vi thượng sách. Tẩu vi thượng sách. Ở đây các bạn lấy cung tên ra. À lấy cung tên hoặc lấy cái ra. Bắn con trên kia ra, lấy cục somber. Trượt sao? Lấy cục xong 37. Đây ra bức tượng thì nó sẽ chỉ chúng ta một cái dungeon ngay gần đây nhé. Dungeon đấy là thuộc dungeon end game, và khi mà các bạn khám phá dungeon end game ấy, các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có một số cơ chế mới, là cơ chế gọi là như mê cung đấy. Thì bạn đi đến một số nơi, bạn sẽ nghĩ rằng là bạn đang quay trở lại chỗ cũ, nhưng thực chất đấy là đường mới nhá. Địa hình nó sẽ bị lặp, nhưng mà nó làm cho người chơi bị rối trong mê cung ấy. Thì anh em có thể thử vào khám phá trong đấy. Đây, đoạn này các bạn ra đây. Đó, cảnh này là cảnh ở trong trailer giới thiệu đấy anh em. Đẹp thực sự luôn khu này. Đó, cho quên cái. Các bạn nào đừng xuống đây vội, đừng ra cái cầu vội. Đi ra bên này để mở cổng đang dần để mở một lốt spray. Lỡ trường hợp tiếp theo mà còn bị rớt ý, thì nó đỡ mất thời gian. Và hơn hết là lốt spray ở trong cái dungeon này thì nó cũng có khá là nhiều đồ ấy. Bởi vì đây đang dần end game thì đồ nó sẽ có giá trị hơn đấy anh em. Đồ hoa cỏ để nâng cấp các thứ. Thấy chưa? The Vistaya Quiver. Đấy, nốt cái dungeon này ở đây. Đây là một dungeon có dead root. Anh em hãy nhớ điểm đấy cho mình. Cần phải đến nha. Đó, cần phải đến. Thì sau khi các bạn lấy được 9 cái Deadwood thì hãy quay trở lại bên Bester Sanctum ở Kalid để đưa cho con Gurang. Nó sẽ cho chúng ta là rất nhiều phép, rất nhiều đồ mới. Và đặc biệt là khi mà được 9 cục thì sẽ được thêm một cục Ancient Dragon Smithing Stone ở bên này. Thì sang đây để lấy phép Briar Sin. À đâu? Không phải đây, không phải đây. Nó nằm ở đây. Đó, đây phép huyết thuật nhá. Dành cho các pháp sư nào thích chơi kiểu chảy máu, huyết thuật. Đến pháp sư mà còn chơi Blitz được, anh em thấy là trong cái Elden Ring là có nhiều lối chơi đa dạng như thế nào rồi. Chính vì vậy, một new game thì mình khuyến khích anh em nên tìm hiểu, nghiên cứu và tẩy điểm một vài lần, ít nhất là một vài lần. Con này thì các bạn có thể farm cái roi của nó đấy. Cái roi đấy có khả năng gây bleed đấy nha. Chạy dọc đường này. Cảnh đẹp thực sự đúng không? Chụp hình nữa. Làm thumbnail. Đấy thằng khổng lồ xa chưa? Nó chuẩn bị dương tên lên đấy. Đây. Khi mà đến gần nó bắt đầu dương cung lên nó bắn này. Các bạn đi dọc sát sườn này thì sẽ né được. Rồi thì bây giờ sẽ tiếp cận được nó luôn.
cẩn thận rồi. Ôi nó thấp quá, mình không report được. Rồi. Có thể đây được cái volume grid bow đây nha. Tên của nó, là tên thôi, tên. Grid arrow. Grid arrow. Rồi, tôi đun 13. Tiếp theo đây chúng ta sẽ gặp được Millicent đó anh em ạ. Millicent. Lên đây thì mình sẽ gặp được Millicent nha. Trước đó lại ra đây thịt anh bỏ hung này lấy cục xong bỏ lại. Bỏ hung này cứ cầm môn veo quật cho nó dễ. Ôi đừng hết. Trời ơi. Mắt game ra vào lại. Để nó spawn lại nhanh. Rồi ra đây chơi nó thôi. Được cục sông bò 8 này. Khu vực trên kia có con skeleton trên kia kìa. Thì sau này chúng ta sẽ tới đó. Trên đấy có rất nhiều cái bọn xương skeleton dạng spirit ấy. Tới đây nói chuyện với Millicent. Ok. Các bạn phải nói chuyện cô ấy ở đây nhá. Em lưu ý nói chuyện cô ấy ở đây để tiếp tục cái quest line của cô ta. To think we'd meet in such a plight. Could your purpose possibly? No. I know well enough who you are. And what I know is good enough for me. Call upon me again in battle. And I heard the master of the fort. Đấy, đoạn này cô sẽ nói là cô ấy gợi ý chúng ta là có một mảnh còn lại của Medallion đi tới Halic Tree, nó ở Soul Castle. I believe the Halic Tree is hidden somewhere in. À, cây Halic Tree, cây thần thanh tẩy Halic Tree nó ở nơi nào đó ẩn giấu ở vùng đất phương Bắc. Bây giờ Millicent sẽ đi rồi. Rồi. Tiếp theo. Đấy. Sau này chúng ta sẽ phải quay lại núi băng tiếp, nhưng mà tập này chúng ta sẽ chưa khám phá núi băng mà chỉ để lên đây để vừa làm quay lại ở Coin vừa để lấy đồ nha anh em. Quay lại ở Coin, quay lại ở Millicent xong rồi lấy đồ nữa. Thì đây là một vùng đất mà mình nói qua rồi thì lo cụ thể với nó đấy. Sau khi mà chúng ta lên tới đây chúng ta gọi là tập khám phá ở đây ấy, thì mình sẽ nói rõ hơn. Thì đây là một vùng đất cấm mà trong quá khứ đã từng là chiến trường của quân đội hoàng gia Lindell, Godfrey rồi thì Dragon các thứ đấy, là đã chiến đấu cùng với những người khổng lồ, tộc khổng lồ hùng mạnh này. Sau khi mà tộc khổng lồ bị thất bại thì những người khổng lồ đã nguyền rủa Dragon, làm cho mái tóc của ông ta là trở nên một màu đỏ rực như lửa. Đấy, thì do nguyên do là những cái thành viên còn lại bộ tộc khổng lồ hiện tại đã chết hết rồi. Bộ tộc khổng lồ lửa này hiện tại chỉ còn duy nhất một cá thể khổng lồ duy nhất, nó đang canh giữ ở trên cái gọi là Flame Ruin, tức là phế tích tàn tích của ngọn lửa trên đó. Thì bởi vì là cá thể đó đã bị nữ hoàng Marika đang nguyền rủa là suốt đời sẽ phải canh giữ nơi đó. Và sau cái thất bại trước cái quân đội hoàng gia Lindell thì tộc khổng lồ lửa đã bị đẩy lùi hoàn toàn về vùng đất phương Bắc lạnh giá này. Đây, một vùng đất gọi là vùng đất gọi là Forbidden Land anh ạ. Thì đoạn vừa mới nhảy cái tinh linh gió, các bạn rẽ sang đây sẽ gặp được một ông thương nhân nhá. Các bạn nói chuyện với ông thương nhân này và mua những thứ cần mua. Đây, chúng ta chỉ sang đây để mua cúc búc là chủ yếu đấy anh em ạ. Nói chuyện với ông ta. Rồi, mua cái Missionary cúc búc 7. Ta sẽ được cái bonus để giải hiệu ứng gì nhỉ? Nói một cách nào cho nó nhỉ? Giải hiệu ứng bị Deadblind. Rồi. Cái này là giải hiệu ứng plus buy đấy anh em. Bây giờ mình cần phải bán thêm một chút rune. Để bán mấy cái rune lẻ tẻ đi cho nó sau này đỡ mất công bóp. Rồi, thoải mái run nhá. Vô run nắc này. Vô run 10 này. Ủa, thiếu à?
vẫn thiếu anh em ạ. Rồi thì anh em thích mua set này để sưu tầm được Vagabond đấy. Đến tận bây giờ chúng ta mới mua được một cái set đồ của một trong những cái hiệp sĩ, class hiệp sĩ dạng ở đầu game. Rồi, bây giờ các bạn hãy quay trở về khu vực Tây Ninh Gió kia. Ở đây sẽ có một cái cầu, có 3 cây cầu nhá. Thì Brother Cohen cùng với gì nhỉ, ông Noble Gilmas đã cùng nhau là chu du, hai thầy trò họ đã chu du lên tận phương Bắc xa xôi để tiếp tục là nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về Oathtree cũng như Golden Order. Dễ bên này anh em, đi bên này. Giờ tiện thể lên gặp luôn Cohen nha. Thì sau khi mà đến đoạn mà nói chuyện với Cohen trên này ấy. Đây Cohen trên này. Đâu đó ở đây hay đâu nhỉ? Mình nhớ đây đâu ở đây. Vị trí số 3. Stargate Ruin. Ở đây bạn tới đây thì đây các bạn thấy con sứa không? Thì sau thấy chưa? Từ từ đã, đây mình phải giết con đấy đâu. Có một câu chuyện rất là buồn ẩn sau những lời nói của con sứa này. Đó thì em nói là chị gái, chị đang ở đâu, chị đã hứa với em rằng là chị sẽ xuất hiện khi mà năm chúng ta sinh nhật 14 tuổi và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm những vì sao. Em đã đợi ở đây rất lâu rồi. Đó, có vẻ như là điều này nó sẽ là mãi mãi. Đây thì đoạn này này, các bạn hãy trang bị cho mình con sứa, Spirit Ass là con sứa nha anh em. Anh em còn nhớ con sứa mà làm quest line của Roderica mà cô đã cho chúng ta. Đấy, thì bây giờ hãy summon sứa ra. Summon sứa. Chị gái thân yêu, cuối cùng thì sẽ cũng ở đây rồi. Đừng phí thời gian nữa, hãy cùng nhau đi ngắm sao. Rồi. Bọn này thì hình như là mất luôn sứa anh em ạ. Phải được cái phép Fancy Spin. À, một cái quest cho Fancy Spin. Thì cổng phong ấn đây cũng sẽ mở và ta sẽ lấy một cái talisman. Nó phù hợp cho anh em chơi Sorcery. Nói chung là ta sẽ bị giảm một chút máu tối đa. Nhưng đổi lại thì sử dụng phép ta sẽ... đây, Primal Greenstone Blade. Ta sẽ bớt bị tiêu thụ cái lượng thể lực, à lượng FP hơn. Đây. Tốn ít FP hơn nhưng mà máu tối đa sẽ bị giảm, anh em thấy không? Nó giảm khoảng độ 200 máu. Thì ở đây sẽ có, vì nó tên là Primal mà, thì đây là nó có liên quan đến Primal Sorcery đó anh em. Primal. Đây thì ở đây nó sẽ tiết lộ một chút thông tin về cái gì thực sự là Primal nha anh em. Còn nhớ trong tập ở Lindell, à ở Leonia Lake, mình đã đề cập đến Primal Sorcery đúng không? Thì bản chất của Primal Sorcery cuối cùng sẽ trở thành, trở về dạng nguyên bản, dạng nguyên sơ của những cái thiên thạch, thiên thể vì sao ở trên trời đấy. Đó lý do tại sao mà anh em trong quá trình khám phá anh em trên thế giới, anh em sẽ thấy được những cái tượng đầu đá khổng lồ, nhiều cái hình thể là kết hợp với nhau tạo thành một cái đầu đá rất to lớn đấy. Thì đó là kết cục cuối cùng của những người nào đi theo con đường gọi là nghiên cứu về cấm thuật Primal Sorcery. Ở đây cũng tiết lộ cho chúng ta thêm một chút thông tin là những cái vị pháp sư cổ xưa đã tự rạch một cái đường ở trên ngực của mình, đấy, ở trên đường trái tim của mình, sử dụng chính vào cái blade này, Witty blade này, để mà găm vào nó cái những cái Primal Greenstone, kết hợp Primal Greenstone, loại Greenstone là loại tinh thể có chứa năng lượng sorcery, năng lượng ma thuật đấy, và họ gắn kết cùng với linh hồn của họ, sau đó thì họ sẽ chết, thì họ hy vọng rằng là họ có thể là chế ngự cũng như là dung hòa được linh hồn của mình cùng với Primal Sorcery, nhưng mà hầu hết kết cục của họ đều là đi đến một cái cục. Thôi bây giờ quay trở lại với đoạn này nha, các bạn đi sang bên này. Đại loại là những cấm người đi theo cấm thuật cổ xưa thì cuối cùng cũng biến hết thành những cái tảng đá mà thôi. Đến dưới là thiên thạch, ở dưới đây các bạn đi xuống dưới đây. Đây, được rồi. Các bạn xuống đây nha. Mình cần phải giết con này đã trước khi mà... này cầm moon veil thì nó phần dễ hơn anh ạ. Ok, đây thì nơi đây chính là mộ của hai con sứa đây nha. Các bạn nói chuyện và tương tác với cái mộ này, examine grave.
đây là nơi chôn cất của Aurelia và Aureliet, những người không bao giờ có thể ngắm nhìn những vì sao nữa. Đó. Cảm xúc của anh em thế nào khi mà xem tới đoạn này? Hãy để lại cho mình ở phía dưới mục bình luận nhé. Riêng mình thì mình thấy khá là chạnh lòng. Đây là một câu chuyện ngắn thôi, một cái tình tiết rất là nhỏ, một tiểu tiết rất là nhỏ trong game. Nhưng nó thực sự, nó làm cho mình là để lại ấn tượng rất là sâu sắc. Và mình nghĩ rằng, và nó khiến cho mình nghĩ rằng là những game của From Software họ đầu tư rất chi tiết và mà công phu vào cái việc mà xây dựng thế giới nhé. Gần như là tất cả những thứ gì xuất hiện trên thế giới của họ tạo lên ấy, tạo nên thì đều tạo cho mình một cái cảm giác nó có ý nghĩa gì đó, chứ nó không phải là vô hồn, nó tạo ra chỉ thừa thãi anh em ạ. Đoạn này thì đi lên cái cầu kia anh em, đi lên cầu, chạy vòng cái cầu kia. Đây các bạn sẽ gặp được Brother Cohen cùng với Noble Goldmask. Thì đoạn này là đoạn cuối con live của anh ta rồi đấy anh em ạ. Đoạn gần cuối rồi đấy. Cục xâm 9 này. Rồi nói chuyện với Cohen. Tôi không thể tin được là anh đã đi đến tận tới đến đây. Đấy, bây giờ Cohen đang đấu tranh giữa cái sự kìm kẹp, giữa nhiều suy nghĩ đấy. Somehow, I cannot cast aside my doubts. Tell me, have I simply lost my head? Only if the master were true. Đây, anh đã nói là nếu mà những cái suy, những cái học thức của sư phụ đều là đúng về Golden Order. Bla 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 bla. Nói chung là lo của đoạn này của về Cohen này thì mình chỉ nắm được những thứ cơ bản thôi. Mình còn chưa đọc lo về Cohen ấy, về quân lai này, thì thông qua những hội thoại mình đọc được thì mình chỉ thấy là cái ông Noble Goldmask này, ông ấy thực sự là ông không đi theo cảm tính mà ông đi theo lý tính, tức là ông ấy chỉ muốn là tìm ra sự thực về Golden Order, về Earth Tree, sự thực đằng sau. Ông ấy truy cầu sự thực, đó là những cái tôn chỉ của một học giả như ông ấy. Còn Cohen thì là như là một con chuyên ngoan đạo, và sau khi đi theo sư phụ thì anh ta đã bị đấu tranh tư tưởng giữa cái việc mà những cái giới luật, những cái gọi là giới luật cổ xưa của Golden Order ấy, thì anh ta tin tưởng, bây giờ nó lại bị lung lay rồi. Đó, dạo loạn như vậy nhá. Rồi nói chuyện này. Thì sau này khi chúng ta đốt Earth Tree này thì chúng ta sẽ hoàn thành quest line được của Cohen và Goldmask. Thì lúc đấy ta sẽ lấy được một vật phẩm là Mending Rune of Perfect Order. Lúc đấy là cái ông Noble Goldmask này, ông ta đã tìm ra những cái thứ gọi là những cái chân lý thực sự và sửa sai, ông ta đã sửa sai lại để tạo ra một cái trật tự, một cái Golden Order hoàn hảo hơn, chứ không như bây giờ nhá. Thì được rồi, ok, thì đoạn này các bạn tiếp tục chạy dọc sang bên này nhá, chạy dọc này, chạy qua cầu này, nó chạy qua cầu, chạy xong rồi tới đây cho mình, tới đây đó, được chưa? 2, 1, 3 nhá, mình sẽ cắt đoạn này nhá. Rồi các bạn thấy con bộ hung mà nó đang di chuyển kia đây. Đấy, biết chân không? Đó. Để giết con này nha. Ta sẽ lấy cái Astapu là Sepuku. Một trong Astapu rất quan trọng trong việc build Blitz. Mà thực sự thì cũng không build Blitz thì có một vài kiểu build sau này cũng rất quan trọng khi mà cần phải sử dụng cái Astapu này. Quá, chết ta. Thôi, chặn đúng đường này thôi. Chờ nó quay lại vòng nữa thì quật môn build là xong. Rồi, Astapu Sepuku. Đây là một trong những top Astapu mà được nhiều người chơi sử dụng nhất. Đây, nó là vị trí đây nha anh em, đây. Đó, thì đấy anh em biết nhá. Thì đoạn này các bạn cứ chạy tiếp sang bên này cho mình, chạy tiếp sang đây cho mình. Chạy sát bên này, rìa bên này một chút. Bởi vì khi bạn đi sát bên kia thì sương mù sẽ tới và ta sẽ gặp một con rồng băng là Borealis of Freezing Fog. Làn sương băng giá đấy, Borealis. Tên nghe cứ như là con tàu trong gì nhá? Half-Life. Anh em nào mà chơi Half-Life chắc cũng biết Borealis của Aperture Science. Đó nha. Đi tiếp vào đây. Ôi, cẩn thận đám tôm nó còn bắn càng ở phía sau đấy. Kiểu gì nếu mà mình né được thì né, không thì núp sau đây nè. Ok.
con này hiện tại nó hơi khỏe so với chúng ta, đánh bây giờ cũng được anh ạ, nhưng mà hơi mất thời gian. Và với tính chất là tập này nó chỉ nên mở Lost Grave và lấy đồ ấy. Ở đây thì bạn là nhặt, ở đây sẽ có một cái Somber Smithing Stone thì cho phép chúng ta là mua đá Somber 5 và 6. Rồi. Vào đây. Đây nha. Ok. Được chưa? Rồi các bạn. Ngồi ở đây ta sẽ nâng cấp luôn, nâng cấp bình máu với cả Plus. Rồi, xong nha, mắc bình máu. Nâng cấp cộng cho bình máu. Thì hiện tại là mình đang có 14 bình thôi, là mắc bình máu và mana rồi, tối đa 14 thôi, và cộng 11 kìa, thì chúng ta vẫn cần một cấp nữa thì lên cộng 12 là mắc luôn. Đó. Đoạn này anh em tiếp tục chạy thứ này cho mình nha. Đây. Đây, thôi đoạn này chắc là mình sẽ đây, chạy một mạch cho anh em luôn, không phải bởi vì mình chưa mở bản đồ ấy. Thấy cái xích mắt xích không? Chạy theo hướng đó nhá. Chạy theo hướng ra mắt xích kìa. Thì nó sẽ là hướng bên đâu đó gần đây, đúng không? Không, cam cái hướng mũi tên của mình chỉ cơ. Đó, số 3 nhá. Cho mình chấm ấy. Rồi, mở Lost Way gần cái khu kia rồi. Thì trước đó đây tiện thể kìa có đây nhá. Ta cần nhặt thêm một cuốn sách nữa. Một cuốn sách trên này chỉ cần nhặt đồ đấy nhá, không cần gì đâu. Nhặt đồ. Nhặt thêm một cuốn sách dạng phép incantation dạng lửa. Đây là cuốn sách liên quan đến lửa của khổng lồ nhá bạn. Để thẳng vào đây nhá. Đây, để chắc chắn đi, bây giờ hãy cầm lên đây. Ô, cái thằng phai măng nó đuổi ghê thật. Trên này ta sẽ gặp một con nó gần như giống kiểu NPC ấy. Invest Flame Guardian. Không phải con này đâu. Đấy, phá cái này. Lúc này còn đồ đấy, anh em có thể đi qua đấy thì nhặt luôn nhá. Để anh đây. Đó, búp sẵn cái kiểu lên đi. Đấy, anh kia. Đánh xong sẽ được một cái phép của nó. À, một cái khiên của nó. Khiên này thì có tác dụng là con này chơi strength thì dùng cái này khá nhiều anh em ạ. Nhưng mà nó phép lửa nó kinh rồi. Nhưng mà chúng ta đã có Moonveil rồi. Tham mình chờ đợi thôi. Phải xử chó chứ ạ. Phải xử chó. Thì nó bắn nhá. Nó bắn đau lắm anh ạ. Ok rồi, lấy được khiên của nó. Sau này chơi strength thì khiên này bắn pháo kinh lắm hiểu. Đó, One Night Seal. Đến đây để lấy một cuốn sách incantation dạng lửa. Sau này thì tầm gần late game mình sẽ giới thiệu cho anh em kiểu view incantation luôn nha. Thì mang tính vì mình cũng không thể giới thiệu anh em ngay từ đầu được, bởi vì từ đầu đã hướng dẫn em xem Moonveil rồi, mà mấy cái tập đầu ấy là mấy những cái tập nền tảng cơ bản. Các bạn nhận sách Giant Prayer Book. Rồi quay trở lại Lost Grave dưới này. Nên là mình không muốn là trong những tập đầu mà giới thiệu anh em kiểu build lung tung thì anh em dễ bị rối. Tầm này này, khi mà đến tầm 20 mấy thì bây giờ kinh nghiệm với các thứ anh em chơi game đã có rồi. Thì lúc đó là mình sẽ giới thiệu thêm dần dần nhá. Cứ dần dần mình sẽ giới thiệu các bạn hiểu dần về các cơ chế và các kiểu chơi trong game. Chứ không thể là đùng một cái là có tất cả được nha. Rồi, chuồn luôn, mặc kệ bọn này. Hành trình chúng ta sẽ còn rất dài phía trước nên anh em cứ từ tốn thôi, đừng vội vàng gì cả. Tầm này các bạn rớt thì cũng vẫn rớt được, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có nhiều quất lai ảnh hưởng, và nếu mà các bạn rớt thẳng thì sẽ miss khá nhiều đồ đấy nhá. Đây, mục tiêu chúng ta tới đây. Để lấy cây thanh katana OP nhất. OP nhất trong dòng katana, và đây cũng là một trong vũ khí OP nhất nhì trong game luôn anh em ạ. Top của vũ khí, tất cả là vũ khí luôn, mua vũ khí. Khi mà build chuẩn thì các bạn sử dụng một cái weapon art skill của nó ấy, thì có thể gây lên sát thương là tầm khoảng độ là hơn 10.000 sát thương. Các bạn sau này khi build chuẩn thì quay về test bọn người tuyết trên này thì biết à. Bọn troll.
Thì weapon hạt nó chia làm 3 lần bấm, là một lần chém 2 hit, một lần chém 3 hit, và lần thứ 3 là sẽ chém một hit cuối. Tránh mấy con này ra nha. Sẽ lên trên này. Đấy, sau khi lên đây đánh một con NPC cẩn thận nha. Hải đánh cũng khá là mệt đấy. Đây, mình sẽ tận dụng Moonveil đánh thôi, bởi vì video cũng khá dài rồi. Tranh thủ là kết thúc cho nó nhanh gọn. Moonveil vs River Blood tự dưng đang đứng đây chui vào đi. Hit rồi. 3 hit rồi, ok, xong. Đó, ta sẽ lấy thanh Real Blood. Đây là một cái thanh đây. Chắc là nhiều anh em biết rồi, thanh này không cần phải nói, độ OP của nó rồi. Ok, rồi. Sacred Tear, nâng cấp vũ khí. À, nâng cấp bình máu lên là mắc bình máu luôn nha anh em, mắc luôn. À, mắc cái cộng của bình máu luôn. Còn đây là thanh Real Blood, huyền thoại. Nó cần 20 Arcane. Đây, weapon hạt thì nó sẽ quẹt ra đường kiếm máu. Đó, ok. Rồi, thì đoạn này quay trở về hộ bàn tròn nhá. Tập sau mình sẽ tẩy điểm để chơi Real Blood nhá. Bởi vì nếu muốn chơi Real Blood thì chúng ta sẽ cần thêm một số talisman và một số món đồ cần thiết đấy. Thì tập sau nhá. Hẹn các bạn tập sau mình sẽ build luôn Real Blood. Đó. Hiện tại level của mình là tầm 104 thì cũng gọi là build, gọi là cơ bản được Real Blood rồi, chơi được rồi, chơi ngon rồi nhá. Ở đây thì hãy đưa Bellring, đưa tất cả Bellring cho bà này. Rồi, bây giờ mua thoải mái đá nhá. Đấy, thì 5-6 đá 1-2-3-4 thì bây giờ thực sự mà nói thì nếu các bạn cần thì mình sẽ tập tới thì mình sẽ nhặt luôn. Đấy, mới đá xong bờ này. Quan trọng mình là 5-6-7-8-9 và 10 thôi. Đấy, 1-2-3-4 thì nó khá là dễ, khá dễ lấy. Đây, bèo bình shop của ông Easy đây, 1-2 nhá, 3-4 cũng có sẵn nhá. Mặc dù 3-4 không có nhiều nhưng mà nếu cần thì mình sẽ lấy nhá, 1-2 hô hạ luôn này. Đó, ok, không phải lo 1-2. Rồi, thì ở đây này, chúng ta sẽ cần nâng cấp thành Uchi Katana. Thanh này sẽ chơi cặp với Real Blood luôn anh em ạ. Lên cộng 18. Đó. Lên cộng 18 nha anh em. 18 thì tức là mình đang 14 đúng không? Rồi, thì lên 15. Mua thừa ra đi. Thừa rồi anh em, thừa thoải mái rồi. Về đây nâng Uchi Katana lên thì nó Uchi Katana nâng thẳng vào cho mình. Thanh này là thanh nâng không cần phải nghĩ, và nó sẽ bắt cặp với rất nhiều thanh khác nha anh em. Lên lên thực khoảng cộng 20 anh em ạ. Đó. Rồi thì các bạn tiếp tục có đã xong bờ phải không? Hãy nâng Real Blood lên. Đây. Lên được cộng 9 luôn anh em ạ. Cộng 9, lên 10 thì chúng ta chưa có, nhưng mà cộng 9 cũng rất là mạnh rồi anh em. Đó, thì sau này build Real Blood thì ta sẽ có thể kết hợp luôn cả cây này, Enera Tool, Pole Blade, và mình sẽ kết hợp luôn cả kiểu chơi lửa băng nha anh em. À luôn, băng lửa và Frostbite nữa. Rồi, thì ok, nội dung tập này đến đây là hết rồi nha anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi nha. Và nếu mà có các bạn có ý kiến gì ủng hộ đóng góp thì hãy để lại ở dưới mục bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập sau.